Kiều Trinh và Lâm Oanh khép lại hành trình trên đất Thái với vị trí hạng 3 Trung cuộc. Supreme Chunburi chính thức kết thúc mùa giải bóng truyền Thai League với vị trí hạng 3. Trận thua đáng tiếc trước Diamond Foot khiến Supreme Chunburi để tuột mất tấm vé vào chung kết giải bóng truyền Thai League, Bước vào trận tranh hạng 3, đoàn quân huấn luyện viên Apinia Pong thể hiện sự quyết tâm trước đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều là Khon Kaen Star. Sau khi hoàn tất các trận đấu tại giải vô địch quốc gia Thái Lan, hai tuyển thủ Hoàng thị Kiều Trinh, đoàn thị Lâm Oanh sẽ sớm trở về nước sau đây vài ngày. Bộ đôi tuyển thủ đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đang thuộc biên chế binh chủng thông tin, trường tươi Bình Phước. Hoàng thị Kiều Trinh và đoàn thị Lâm Oanh hiện đang ở những ngày thi đấu cuối cùng tại giải vô địch quốc gia Thái Lan trong màu áo Supreme Chumburi Etech, theo dạng cho mượn. Vào chiều ngày 17 tháng 2, Kiều Trinh, Lâm Oanh cùng các đồng đội ở Supreme sẽ bước vào trận tranh hạng 3-4 với đối thủ Khon Kaen Star. Đây cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của hai tuyển thủ Việt Nam tại nước bạn trước khi trở lại quê nhà vào ngày 20 tháng 2. Đây không phải đối thủ quá khó nhằn với Supreme trên tương quan với hai đội còn lại trong top 4, Nakhon Ratchasima và Diamond Foot. Ở ba lần đối đầu với Khon Kaen Star trong mùa giải năm nay, đoàn quân huấn luyện viên Apinia Pong đều giành được thắng lợi. Dẫu vậy, ở một trận đấu có tính chất đặc biệt như này, bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra nếu Kiều Trinh và các đồng đội không thi đấu tập trung và nỗ lực hết sức mình. Ở trận tranh hạng 3 mùa giải năm ngoái, Honkain Star cũng chính là đối thủ của Supreme, và đội bóng này đã giành thắng lợi 3-2 trước đối thủ để có được tấm huy chương đồng quý giá. Ngày 16 tháng 2, các cầu thủ Supreme đã có một trận đấu vô cùng xuất sắc khi sớm dẫn đối thủ 2-0 và tiến gần chiến thắng trong set 3 quyết định. Nhưng kể từ khi vượt bất điểm số một cách đầy đáng tiếc và để Diamond Foot rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1, cục diện trận đấu đã xoay chuyển hoàn toàn. Thể lực đi xuống cùng sự xuất sắc của những mũi nhọn bên phía đối thủ đã khiến Supreme phải nhận trận thua ngược với tỷ số là 3-2. Đánh bại Supreme, Diamond Foot sẽ có lần thứ hai liên tiếp đối đầu với Nakhon Ratchasima trong trận chung kết giải vô địch quốc gia Thái Lan. Ở cả ba giai đoạn 1-2 và lượt đấu vòng tròn vòng chung kết, Supreme đều có thành tích toàn thắng trước Khon Kaen Star. Với một tâm lý thoải mái, Kiều Trinh và các đồng đội dễ dàng kiểm soát thế trận ngay từ những điểm số đầu tiên. Lần lượt Plum Jitin KO, Darin Pinsuwan mang về lợi thế dẫn trước từ sớm ở set mở màn. Chiến thắng nhanh chóng thuộc về Supreme với tỷ số 25-14. Kịch bản hai set đấu sau đó không có nhiều bất ngờ khi lực lượng của hai đội có sự chênh lệch rõ ràng các tay đập của Hon Kain Star gặp khó với sức phòng thủ chắc chắn của Supreme. Đầu tàu Plum giết chiếm sóng mọi mặt trận, từ khâu phòng thủ đến tấn công. Chỉ đến khi huấn luyện viên Apinia Pong sử dụng các cầu thủ trẻ trên sân, Hon Kain Star mới bắt đầu có những tình huống chạy bài khởi sắc. Tuy nhiên, bản lĩnh của một đội bóng hàng đầu Thái Lan nhanh chóng dập tắt những hy vọng ngược dòng của Hon Kain Star. Chiến thắng chung cuộc trong trận đấu tranh hạng 3 Thai League chính thức gọi tên Supreme Chunburi Itech. Như vậy, Hành trình xuất ngoại lần đầu tiên của hai tuyển thủ Việt Nam Đoàn Thị Lâm Oanh và Hoàng Thị Kiều Trinh đã kết thúc tốt đẹp. Trải qua hơn 2 tháng tập luyện và thi đấu ở xứ chùa vàng, bộ đôi này cho thấy sự hòa nhập nhanh đến đáng kinh ngạc. Dù chỉ thi đấu từ giai đoạn 2, cả Lâm Oanh và Kiều Trinh đều vinh dự lọt top vận động viên xuất sắc ở vị trí thi đấu của mình. Khả năng chuyên môn cùng tinh thần thi đấu bền bỉ của hai cô gái Việt Nam là những yếu tố được ban lãnh đạo đội bóng Supreme đánh giá rất cao. Kể từ khi gia nhập Supreme việc theo dạng cho mượn, Kiều Trinh và Lâm Oanh đều thể hiện phong độ rất cao, thường xuyên có tên trong đội hình xuất phát của đội bóng này. Kiều Trinh cho thấy sự chính xác, quyết đoán trong mỗi đường tấn công, đồng thời khả năng phòng thủ, bắt bước một của hoa khôi bóng truyền Việt Nam đã được cải thiện đáng kể. Trong khi đó, Lâm Oanh cho thấy sự biến hóa trong mỗi đường dọn cỗ, thi đấu rất ăn ý với các vệ tinh xung quanh, trong đó có tay đập chứ danh Thái Lan một thời, làm giết thiên cao kết thúc mùa giải thai league lâm oanh và kiều trinh sẽ trở lại đơn vị chủ quản là câu lạc bộ binh chủng thông tin để tiếp tục chuẩn bị chuyên môn cho các giải đấu quốc nội sắp tới